công tâm và chính xác nhất. Sau đây, Nhật Vân xin được trân trọng giới thiệu thành phần ban giám khảo của cuộc thi ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Trung Quốc Dũng, Assistant Housekeeping Manager, Renaissance Riverside Hotel Sài Gòn, thẩm định viên nghiệp vụ buồng phòng VTOS, chuyên gia nghiệp vụ buồng phòng công ty Sam Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu cô Đỗ Thị Hồng Châu, Food and Beverage Manager, Intercontinental Sài Gòn, thẩm định viên nghề nhà hàng VTOS, chuyên gia nghiệp vụ nhà hàng công ty Sam Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Phạm Vũ Hiệp, Assistant Restaurant Manager, Rest Hotel Sài Gòn, thẩm định viên nghề nhà hàng VTOS, chuyên gia nghiệp vụ nhà hàng công ty Sam Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Vũ Thành Thái, thẩm định viên nghề lễ tân VTOS, chuyên gia nghiệp vụ lễ tân công ty Sam Việt Nam. Và cuối cùng xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Quốc Lộc, phụ trách bộ môn nhà hàng khách sạn trường đại học Tôn Đức Thắng. Và để liên tục chương trình, Nhật Vân xin được trân trọng